chào các bạn, mình tên là Lê Thảo Nhi, học sinh lớp 4B, trường tiểu học Phương Bắc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Hôm nay, mình rất vinh dự được thay mặt cho các bạn học sinh trong trường vừa tham dự cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề Cuốn sách tôi yêu, để cùng các bạn chia sẻ niềm đam mê đọc sách và truyền cảm hứng văn hóa đọc tới các bạn thiếu nhi trên mọi miền đất nước. Vừa là bạn, vừa là thầy, dạy chúng ta muôn điều lý thú, cho ta thêm tin yêu vào cuộc sống. Mỗi cuốn sách là một cuộc hành trình, đưa chúng ta đến những chân trời mới, hòa mình vào thế giới của những cuốn sách. Sách không đơn thuần chỉ là những trang giấy, mà còn là cả một thế giới cho con người chúng ta khám phá. Ngày nay, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, con người ngày càng có nhiều sự lựa chọn cho việc giải trí cũng như trau dồi vốn hiểu biết. Nhưng dù thế nào, cũng không thể phủ nhận được tác dụng của việc đọc sách, đặc biệt với lứa tuổi thiếu nhi chúng ta. Nó có ý nghĩa đặc biệt trong sự hình thành và phát triển nhân cách mỗi con người, giúp chúng ta trở thành những chủ nhân năng động, sáng tạo trong xã hội tương lai, nuôi dưỡng ước mơ, chinh phục thiên nhiên, vượt qua khó khăn thử thách. Văn hóa đọc giúp chúng ta rèn luyện tư duy, nâng cao chất lượng học tập ở trường. Sách đưa chúng ta đến những chân trời của kiến thức vô tận, giúp chúng ta mở rộng thêm hiểu biết, là chìa khóa mở ra cánh cửa bước vào cuộc sống đầy sắc màu. Dưới ánh chiều tà, gợi cho tôi một cảm giác thật ấm áp, thật yêu thương. Hình ảnh đó luôn khiến bạn nghĩ về gia đình, tổ ấm thiêng liêng. Đó là nơi bình yên nhất mà ta luôn muốn tìm về. Tình yêu thương gia đình là cuốn sách tổng hợp những câu chuyện ý nghĩa, cảm động về tình cảm gia đình. Tôi đã hăng say đọc từng mẩu chuyện, chiếc khăn lưng của cha, quà tặng của mẹ, tấm thân của bà và lần lượt những mẩu chuyện khác. Những câu từ độc đáo, những mẩu chuyện đời thường mà chứa đựng trong đó những bài học sâu sắc đáng suy ngẫm. Khép lại trang sách, tôi thấy lòng mình như được mở rộng, ngập tràn tình yêu thương. Tôi nghĩ đến những lo toan, chăm chút của cha và tình yêu thương thấu hiểu của mẹ. Đó là động lực cho tôi tự tin đi về phía trước. Đó là gia đình thân yêu của tôi và bạn cũng vậy. Xin trích lời của Lisa Wendon: có một gia đình đồng nghĩa với việc bạn sẽ trở thành một phần của một điều kỳ diệu. Bạn sẽ yêu thương và được yêu thương cho đến hết cuộc đời. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và các bạn. Chúc các bạn chăm ngoan, học giỏi và luôn giữ niềm đam mê với những cuốn sách. Các bạn hãy like, share để ủng hộ cho video dự thi của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.